Rồi bây giờ nồi rau ta đã sủi, bây giờ ta có thể vớt rau ra được. Cái loại rau này gọi là rau đắng, có lẽ là vì nó đắng. Nó đắng, thực ra thì rau khi mà mình luộc xong nó không đắng đâu, mà cái nước nó đắng. Cái nước này mình không thể ăn được. Ăn được nhưng mà nó đắng quá, nó khó ăn. Rồi ta vớt rau ra, ta chỉ lấy cái thôi, ta chỉ lấy rau thôi. Đây. Đấy. Đấy. Bạn thấy không, từ một chỗ rau nhìn rất là hoành tráng. Bây giờ ta chỉ còn một đĩa rau nho nhỏ.